Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Chưa ăn cá giờ. Hay giờ em ăn kim cá. Thôi khỏi đi, tao mày đi kìa. Thôi dữ. Ây da, mày không thấy gì lạ? Có gì lạ đâu. Không khí nó im lặng đến thế này mà mày không thấy lạ? Không khí nó im lặng, tao thấy có gì đó thiếu thiếu ở đây nè. Thiếu thiếu gì? Tất cả đứng im, không tỏ hiện trường. Ở ngoài kia nha, có một cái phi trường cực rồi. Kỳ kinh khủng. Cái con cuộc đời nó bị dụ lần 2, lần 3 rồi. Vậy ủa mà sao mình không lên trên phòng khách mình ăn cho thoải mái rồi mình sẽ trốn chui trốn nhủi dưới bếp vậy? Cái này không phải là trốn chui trốn nhủi, cái này là trốn mấy con chuột. Mà trời, mày thấy mưa không? Chú dưới đây vừa ăn vừa ngắm mưa quá tuyệt vời. Bắt chị vào phòng khách, mấy con chuột gần này đó nó như bạn nhắc tới mình thôi. Cầm, tao nói mày luôn á chứ tao không nhắc tới mày nữa. Đồ cái thứ gì á, ăn uống hồ đồ, ăn mà không biết nhìn. Người ta chiên lên xong á thì có ăn ké ăn một hai cục thôi, mắc gì mày ăn hết của người ta. Đâu phải là một lần mày ăn 2 đến 3 lần, tao ghi mày nhiều lần lắm rồi. Đã ở ké cái nhà này rồi thì sống mà biết điều tí xíu đi. Đã không mua đồ ăn rồi còn ăn của người khác nữa. Kỳ cục quá vậy. Sống được không? Không sống được đi ra khỏi nhà này đi. Đụng đụng quần tập mày giờ ở đây. Năng lỡ gì? Tao nói gì này vậy còn nhẹ đó. Mặc cái áo nhìn cái gì thấy ghét. Lý. Lý gì? Có đi không? Không tao cho mày nhịn nha. Lấy em chịu tranh Lý một cục nha. Must girl, you must. Làm gì ngồi đó chị ạ? Anh tin tình mà sao anh vô tình quá. Liên quan gì? Ủa? Hồi nãy anh nặng lời với ảnh quá anh chi? Giờ chắc buồn ra đó nằm rồi. Trời ơi, tao nói cho mày nghe, tao chê đó tao hiểu. Cái mặt nó dày mà tao giống như cái miếng xi măng mà nó kiểu nó hóa thạch mà lâu đời á, không bao giờ biết buồn đâu, hiểu không? Thôi trời, nằm xá lai gì dữ vậy? Anh nằm vậy là hả, máu nó không nuôi não được đâu. Yên tâm đi, nó có mình hệ vậy hả, tao đẩy về nhà nó được không? Đóng cửa vô ăn nhanh. Mày cũng muốn ăn không? Hả? Quan tâm quá thì đi ra ngoài. Dạ dạ em vô rồi. Mày chiên xong chưa Hơn? Dạ rồi. Thơm phức. Trời ơi, mày chiên xúc xích mà nó đen vậy? Em chiên kỹ mà. Mấy này mày ăn nha, không ăn đâu, tao ăn ba cục này á. Thôi em ăn cũng được. Có nên qua chơi cá không ta? Chưa rồi, được sao ăn cá cũng tốt với mình. Đi chơi. Cúp điện ơi. Đùng. Ghê vậy? Sao cúp điện vậy? Này có báo cắt điện không? Em không biết. Qua hỏi con cá rồi. Con cá ơi, đây có cúp điện không con cá? Hả? Thấy ngồi chơi không? Anh cúp ngồi chơi anh chi? Hỏi mấy câu. Ui, sáng giờ cá ngồi đây anh thấy cá có thấy Lý đâu không? Có. Nó qua đây xong mặt nó chuộng, nó xách túi đi đâu mất tiêu rồi. Chết mồ. Có khi nào Lý bỏ nhà đi không ta? Làm gì mà bỏ nhà đi ha? Vậy? Sao nhìn em? Thì nó bỏ nhà đi do nó ăn đồ ăn em xong em chửi nó. Không nói cũng biết luôn á. Có mấy đồ ăn mà tối ngày cãi lộn hoài không hiểu luôn á. Nóng quá. Rồi cúp điện khi nào mới có lại trời? Ai biết. Mà anh nghĩ là bị chập điện rồi. Hàng xóm qua cũng bị kìa. Vậy do sao ta? Sao điện cúp hay bị chập điện thì ra mà kêu thợ sửa điện chứ liên quan gì nhìn tao? Lỡ người ta kẹt lịch rồi sao, ngồi đây hoài luôn hay gì? Chứ bây giờ anh nghĩ coi, không có ông sửa điện ai sửa? Vậy thì anh nhà có một thằng biết sửa điện là thằng Lý à. Thì đi kiếm nó về chứ sao? Mày kêu nó về đi kìa. Ủa tự nhiên em kêu, anh đuổi ảnh mà. Tao... Ôi, có điện rồi, ôi, có điện. Có điện rồi, về là khỏi kêu nó về nha. Đi kiếm nó về đây.
Dạ. Ủa anh Lý nè. Chị tao nè. Ủa Lý không bỏ nhà đi hả? Mắc cái giống gì tao bỏ nhà đi. Bỏ đi thì tao ở đâu mày? Cái sĩ này Lý đi đâu? Đi sửa điện. Nó chập điện ngoài kia kìa. Sao? Thôi đi. Tao xin lỗi. Hồi sáng có nói hơi nặng lời với mày một xíu. Trời ơi trời. Nghĩ làm sao mà đi xin lỗi tao. Anh em trong nhà có xíu đồ ăn mà không lẽ làm cho nó to chuyện ra. Mày đừng có giận tao là tao vui rồi. Ôi. Là Lý bị mai nhặt hả ta? Mày nói gì mày? Trong bếp còn đồ ăn gì mày vô mẹ. Tao ăn rồi. Tao nghèo thì nghèo chứ tao cũng có danh dự của tao. Ăn của mày hoài tao cũng ngại chứ. Từ nay sau tao không ăn của mày nữa đâu. Em vô tắm đi nha anh cá. Nóng. Tụi bay thấy chưa? Từ cái lúc mà nó gặp anh tới giờ là nó thay đổi nhiều lắm rồi. Anh dạy nó bao nhiêu là thứ. Dạ. Tụi bay cứ vậy hoài, anh em trong nhà có nhiều đó. Dạ. Vô làm việc á. Thấy chưa? Sao tao hoang mang quá vậy? Ngủ quá trời. Thôi đi vô ăn. Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Thấy chưa? Tao biết ngay mà. Nó dở trò đó, nó ra được cắt điện á. Chứ không phải là nhà bị cúp điện đâu. Có lý nè. Lấy cho tôi à. Lấy. Hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi ba anh.